Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tôi channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến với một cái set, một cái phương tiện nữa đến từ cái series Ninjago quen thuộc các bạn. Thì những cái xe như thế này của Zaizen Kai hay Câu các bạn, mình làm rất là nhiều rồi ha. Nhưng mà chỉ còn sót cái xe này. Tại vì mình lúc trước mình có tham khảo trên YouTube hay là trên một cái số hình ảnh thì mình cảm thấy nó không đẹp các bạn. Nhưng mà cái đợt vừa rồi thì có rất là nhiều các bạn là comment yêu cầu mình làm về cái set này ha. Cho nên hôm nay mình sẽ mua cái này về làm thử coi, để thực tế coi nó có đẹp không hả các bạn. Và cái bộ này có mã số là 10396 đến từ hãng Bella các bạn. Tổng cộng trong set này có 387 chi tiết ha. Và mức giá mình mua nó cũng rất là hợp lý, rất là rẻ luôn, vào khoảng 230.000 các bạn. Đó, và cái bộ này tôi tương ứng mã số chính hãng là 70731 ha. Mình không tìm được cái mức giá chính hãng nó, nhưng mà mình nghĩ nó cũng dao động đâu đó tầm khoảng 1.2 triệu đến 1.4 triệu các bạn, nếu mà hàng chính hãng ha. Đây là toàn bộ mặt trước của vỏ hộp sản phẩm các bạn. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe lữ hành của Jay ở trên một cái giống như dán dấp của một chiếc xe đua ha. Để khi mà ở trên tay của cái vỏ hộp này thì mình cảm thấy nó rất là đẹp, mà tuy chỉ có 400 chi tiết thôi nhưng mà cầm cái hộp nó khá đầm tay các bạn. Đó, nhìn nó rất là nặng luôn ha. Ok, và đây là toàn bộ mặt trước của sản phẩm mà chúng ta sẽ có trong cái bộ này. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 cái mini finger, gồm có dây và những cái đậu quân bóng ma như thế này các bạn. Đây, cái phần phía sau của hộp sản phẩm thì như thường lệ, cái nhà sản xuất sẽ cho chúng ta một cái số mà miêu tả về những cái tính năng có thể tương tác được trên chiếc xe này. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ có, các bạn nhìn kỹ đây nè, chúng ta có một cái vũ khí rất là lạ của dây ở đây luôn. Đó, một hình như là một cái súng bắn ra điện thì phải. Ở đây nè, và chiếc xe này có thể bắn ra được những cái bánh mà hình những cái con mai như thế này ha. Ok, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhau mở hộp lắp ráp để xem cái sản phẩm này có những cái tính năng gì hay nào. Let's go. Đã hoàn thành xong cái set Bella này các bạn. Tổng thể ra thì nó cũng rất là đầy đủ so với hàng chính hãng ha. Chúng ta sẽ có một cái xe rất là đẹp như thế này, 4 mini finger và một cái cổng để một cái thanh vũ khí shuriken như thế này các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau lướt sơ qua những mini finger này trước nè. Tuy chỉ là một cái set tầm trung cỡ nhỏ thôi mà chúng ta sẽ có đầy đủ 4 mini finger rất là đẹp như thế này, gồm 3 em trong cái đoạn quân bóng ma và dây ha, một nhân vật chính của chúng ta các bạn. Đó, được tạo hình rất là đẹp luôn, mỗi em đều có một cái vũ khí riêng ha. Đó, mình khá thích là cái em này nè. Đó, công thành vũ khí rất là ngầu luôn, hai cái lưỡi đao khá là lớn. Đó, đặt đối xứng với nhau ha. Đây,
Và đặc biệt thì những cái set này mình đã từng mở hộp rất là nhiều cái season 5 này rồi các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn coi rõ thì có thể coi lại những cái video cũ ha. Thì trong đây mình cho các bạn coi sơ qua thôi. Và đặc biệt ở dây ở trong cái phiên bản này chúng ta sẽ có một cái vũ khí rất là đẹp đây, như thế này. Đó. Và mình không biết cái này gọi là cái gì ha, và tác dụng nó là sao thì các bạn nào biết hãy comment phía dưới video nha. Vì phim này mình cũng chưa có coi các bạn. Đó, nó có một cái phần giống như một cái tia điện hay là một cái kẹp bằng có hiệu ứng ánh sáng này đó. Nhìn màu tím flare rất là đẹp đúng không các bạn. Đó, nó đi ra phía sau này. Phía sau thì dây sẽ có một cái backpack. Đó, để kết nối với phần dây vào đây ha. Giống như cái súng này, giống như súng để bắt những cái em skimmer vậy các bạn. Đó, đây là toàn bộ những em mini finger trong set này. Khá là đẹp ha. Trong set này thì chúng ta sẽ còn có một cái ngôi đền đó các bạn. Đó, nó có trong một cái phần màu xanh và màu xanh lá mạ như thế này. Đó, nhìn rất là u ám luôn các bạn. Đây là giống như một cái ngôi đền của đội quân bóng ma ha. Ở đây là một cái bể chứa một cái thanh shuriken để chúng ta sưu tập các bạn. Đó thì mình để ý thấy trong Lego Ninjago á, thì mỗi cái season thì các nhà sản xuất của Lego cho chúng ta một cái để gọi là chúng ta collection á. Đó, đó là một cách hút máu rất là nghệ thuật của Lego ha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thanh shuriken đánh số 2 như thế này các bạn. Đó, ở phía góc trái mình nè. Thì có lẽ nếu mà mình nhớ không lầm thì trên kênh mình cũng đã mở khá về cái season 5 này rồi ha. Và mình nghĩ nói chung là cái này không khẳng định 100% nha các bạn. Đó, thì mình đã sưu tập được tất cả những cái thanh shuriken như thế này rồi các bạn. Đó, và trên đây thì chúng ta sẽ có ngôi đền này á. Chúng ta sẽ có một cái tính năng tương tác ở phía trên đây nè các bạn. Đó, có một cái phần nó màu bánh ma màu xanh như thế này các bạn. Ở phía đây thì chúng ta sẽ có những cái bệ đỡ, những cái chiếc bánh ma dự trữ đây nữa nè. Đó, có tổng cộng 3 chiếc đây ha. Còn phần này chúng ta có thể bắn ra được đó bằng cách nhấn cái lẫy này ở đây các bạn, thì viên đạn sẽ bắn ra ha. Rất là một cái tính năng cũng gọi là thêm thắt ở cho cái set nhỏ này các bạn. Đó, phía trên ngôi đền còn có những cái họa tiết hình những cái bồ cạp nè, làm cho nhấn nhá cho ngôi đền nó thêm cái phần mà quá dễ các bạn. Đây, một cái phần chính của chúng ta trong cái set này luôn các bạn. Rất là nhiều bạn quan tâm về cái xe này ha. Thì đối với những cái bạn nào là fan của Jay á, thì mình cũng đã mở hộp rất là nhiều cái phương tiện chiến đấu của cái ninja, đặc biệt là Jay các bạn cũng có rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình thường thấy là máy bay chiến đấu là nhiều ha. Thì chỉ có cái phần này hình như là cái xe đầu tiên của Jay thì phải. Nói chung không thấy rõ nữa. Những cái bạn nào mà thường xuyên theo dõi tôi channel, nếu mà nhớ thì có thể nhắc mình ha. Còn những bạn nào là thành viên mới của tôi channel, nếu mà chưa coi có thể coi lại trong clip video cũ ha. Vì có rất là nhiều cái phương tiện của Jay rất là đẹp luôn bạn. Hàng Bella các bạn, nó giống y như chính hãng không ha. Và giá nó rất là rẻ các bạn. Cái khá là quen thuộc. Toàn bộ cái xe của chúng ta sẽ có một cái màu xanh nó đồng bộ với hệ nguyên tố của Jay các bạn. Ngoài ra thì sẽ có những cái điểm nhấn nhá màu gold metallic ở đây, những cái điểm này. Đó, rất là đẹp luôn ha. Và nhìn cũng rất là quen thuộc luôn. Nói chung là đối với Neso hay là Ninjago á, nó sẽ có những cái phong cách thiết kế riêng, bạn nhìn vào là sẽ biết ngay nó sẽ nằm ở chủ đề nào luôn. Ở Chima thì mình chưa có làm set nào giống là, cho nên mình cũng chưa có biết nó ha. Nhưng mà đối với Ninjago thì và Neso thì nó sẽ có những cái đặc trưng như thế này. Đó, nói chung là cách phối màu rất là đẹp luôn bạn. Những cái sticker nhấn nhá đây nè. Đó, nhìn rất là nổi bật luôn ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái điểm mờ le trong suốt ở đây, là một cái điểm rất là nổi bật các bạn. Đó, nhìn từ xa thì cái này sẽ trông dáng dấp của một cái chiếc siêu xe thể thao hơn là một cái chiếc xe bắt ma các bạn. Đó, nhưng mà nó không có một cái phần nào để bảo vệ ha. Đối với trong cái video của Katana 4x4 hay là cái thiết kế mà mở cái khoang lái này có lẽ là bắt chước cái xe X1 Ninja Charger của Kai các bạn. Bạn nào chưa có thể xem lại video đó ha. Phía trước của phần mũi xe các bạn. Đó, thì trong cái quảng cáo của Lego về cái set 70731 này á, thì cái phần này là phần để hút những cái screamer vào đây ha. Đó, như thế này, nhưng mà trong phiên bản đồ chơi Lego thì chúng ta sẽ không hút được các bạn. Đó là một cái tính năng mô phỏng này ha. Thì nếu mà như trong phim á, thì nó sẽ hút cái em screamer vào đây, đi vào trong thân xe, đi hướng này, và nó thả vào cái phần thùng này các bạn. Đó, và có cái những em screamer ở đây đóng lại, đó, đây ha, rất là hay luôn các bạn. Cái xe này thì mình đã thấy trên Shopee rất là lâu rồi các bạn, nhưng mà mình không mua tại vì mình thấy cái thiết kế của nó rất đơn giản ha. Nhìn nó không đẹp bằng những cái phương tiện của Kai, hay nhìn nó không hầm hố bằng những phương tiện của Câu các bạn. Nhưng mà có lẽ là xem qua hình trên mạng thì có lẽ là một cái sai lầm của mình. Đó, thực tế bên ngoài những cái xe rất là cầu kỳ, rất là đẹp luôn các bạn. Rất là chắc, nặng và đầm tay luôn ha. Đây, ở trên cái phần mũi xe này, nếu các bạn nào để ý kỹ á, phía trong đây thì chúng ta sẽ còn có hai cái lưỡi hái nữa nè. Ở trong đây nè các bạn thấy rõ không? Đó, như thế này ha. Nhìn rất là cầu kỳ luôn các bạn. Đó, nếu mà các bạn nào mà chỉ coi qua mạng thì chúng ta sẽ không có thể mà nhìn thấy hết những cái phần mà được ẩn chứa bên trong đó ha. Đó, bởi vì vậy thì khi mà trước khi mở hộp á, mình cầm cái hộp lên nó khá là lầm tay, khá là nặng các bạn.
Đó, nói chung là chiếc xe này cũng thiết kế rất là hầm hố ha, nó không thua gì của Kai hay là của Câu. Các bạn xem rõ hơn cái phần điều khiển trung tâm của Jay ở đây nè bạn, nó cũng khá đơn giản ha. Chúng ta chỉ có một cái vô lăng như thế này và một cái sticker hiển thị một số thông số và chẵn hả bạn. Đó, và cái điểm mà mình thích là có lẽ là hai cái phần mà hai bên hông xe đây. Đó, hai cái bên này nè các bạn, hai bên như nhau ha. Nó giống như nó làm cho cái xe của mình nhìn rất là ngầu luôn bạn. Nhưng mà ở trên đây thì chúng ta sẽ không có một cái tính năng tương tác nào trên đây hết. Đó, nó không nhấn, nó không có bật ra ha. Nếu một cái nhà sản xuất Lego mà cho nó có thêm một cái tính năng tương tác, giống như nhấn này thì hai cái phần này đưa ra một chút xíu, hay là nó biến đổi một chút xíu, thì cái xe này nói chung là perfect luôn các bạn. Của dây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc thùng khá là lớn ở đây đây. Đó, và chiếc thùng này để mình mở ra coi. Nó cũng có, đây, cho bạn dễ nhìn nè. Đây, đây là một cái chiếc thùng phía sau của dây. Thì mình ở coi ở trong cái miêu tả thì cái chiếc thùng này nó có tác dụng này các bạn. Đó, để những cái bánh ma ở trên đây ha. Đây, đó, khi mà chúng ta có sẽ có những cái bánh ma ở phần kia như thế này, chúng ta có thể nhét vào đây. Đó, giống như là bắt giữ những cái con ma skimmer nữa các bạn. Đó, và đóng lại ha. Đây là dấu hiệu một cái thùng niêm phong các bạn. Đó, nhìn nó rất là cứng chắc luôn. Phía trên đây nó thể hiện cho những khối kim loại và một cái biển cảnh báo nguy hiểm ở đây ha. Đây, gắn lại. Rất là ngầu luôn các bạn. Đó, nó kết hợp với hai cái khối động cơ hai bên nè. Nhìn cái xe của chúng ta rất cân bằng và rất là đầm luôn. Đây là cái phía tay phải của thân xe, thì ngoài cái phần động cơ thì giống như cái bên kia, nhưng mà phần động cơ bên đây nè các bạn để ý thì cái phần này nhìn sẽ kém hầm hố hơn phần bên kia ha. Đây, đây là cái phần bên đối diện nè, nhìn nó có vẻ nhiều chi tiết hơn các bạn. Còn phần bên trái này có lẽ ít chi tiết hơn, vì mình nghĩ là nó dính cái phần khẩu súng này phía trên nè các bạn. Thì ở trên đây là một cái khẩu súng mà chúng ta có thể tương tác được bằng cách có thể nâng cái khẩu súng này lên bằng tay như thế này, hoặc là một cái cách khác là chúng ta ở bên đây có một cái lẫy ngay phần thùng phía sau nữa các bạn. Đó, đây nè, chúng ta có thể nắm phần này và đưa khẩu súng lên ha. Nói chung là cách nào cũng được các bạn. Khẩu súng ở phía trên đây nè, đây, nhìn một cái khẩu súng giống như một khẩu súng để bán rất là hố luôn. Đó, phía hai bên đây chỉ còn có những cái phần để chúng ta có thể đánh những cái thanh vũ khí của dây ở đây nữa nè. Đó, và đặc biệt ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái khẩu súng nữa các bạn. Đó, như thế này để bắn những cái bánh ma ra ha. Thì đối với những cái phần mà vũ khí tương tác như thế này các bạn, đó, cái phần này thì bắn ra nó khá là yếu ha. Cho nên đây là một cái tính năng mà mình nghĩ chỉ để tô điểm thêm màu mè hoa lá hẹ cho cái phần xe này các bạn, chứ mình không đánh giá cao về cái tính năng tương tác của khẩu súng này lắm. Đó, khi bắn ra thì cái bánh ma của chúng ta sẽ rớt ra phía hướng này ha. Nói chung là rất là yếu các bạn. Đó, có nhiều lúc nó không ra được luôn, nó nằm thẳng ở trong đây luôn nè. Cái điểm khó hiểu trên cái xe này là những cái tính năng technic mà khi mà mình mở này là đưa lên đưa xuống như thế này các bạn. Thì khi đóng như thế này thì cái hộp trong suốt phía sau nè, nó sẽ nhốt những cái con skimmer này lại. Nhưng mà khi mà mở lên nè các bạn, đó thì những cái con skimmer này có cơ hội rách ra. Thì mình chỉ nhìn trong cái phiên bản mà đồ chơi Lego như thế này thôi. Còn mà nếu mà có lẽ thì ở trong phim thì có lẽ khi mà được khẩu súng đưa lên thì đồng thời nó sẽ cũng hút những cái con skimmer thành cái bánh này các bạn, để đưa ra phần này ha. Thì mình nghĩ là vậy thôi. Nhưng các bạn nào mà fan cứng của dòng Ninjago này có thể giải thích cho mình hiểu được cái vấn đề này ha. Xin cảm ơn các bạn nhiều nha. Đó, và phía sau này chúng ta sẽ có một cái bắt lá cờ nằm ngang như thế này. Thì cái phần lá cờ này chúng ta có thể đưa xuống như là một cái biên độ như thế này các bạn. Đó, ít thôi. Và phía sau cái xe này sẽ là một cái phần đèn đỏ tín hiệu báo như thế này các bạn. Đó, nó có những cái bắt màu đỏ như thế này. Cái điểm cuối cùng trên cái xe này có lẽ là bốn cái bánh xe này. Nhìn qua hình ảnh minh họa hay là nhìn sơ qua thì chúng ta tưởng cái những cái bánh này được làm bằng những cái lớp cao su mềm ha. Nhưng mà cá nhân mình thích những cái phần này là bằng cao su mềm thôi các bạn. Tuy ở trong phiên bản này bằng nhựa cứng nhưng mà nó cũng khá là bám đường ha. Đó, chúng ta có thể đẩy và nó di chuyển khá là trơn tru. Nhưng mà cảm giác nó không có được thiệt cho lắm các bạn, nhìn nó giả giả sao á. Nếu mà những cái bánh này mà bằng cao su mềm giống như những cái phương tiện mà mình đã từng mở hộp á thì nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều luôn ha. Cái xe này cũng không nhiều tính năng lắm các bạn, đó nhiều đó tính năng là hết rồi. Thì mình nhìn sơ qua trong season này có lẽ còn 3 set nữa là mình chưa mở hộp đó các bạn. Đó là một cái set 10401 này và một cái set 10394 và một cái set này. Đó, hai set nhỏ và một cái set khá là lớn ha. Nếu mà các bạn nào thích có thể yêu cầu phía dưới video và mình sẽ tìm mở hộp và review cho tất cả các bạn những cái set Bella như thế này ha. Kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay xin một like và đừng quên subscribe để kênh Toy Channel ngày càng phát triển, để mình có điều kiện mở hộp thêm thật nhiều cái món đồ chơi khác cho các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác. Bye bye.